Trước khi đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay thì các bạn đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ cũng như là nhận thông báo về video mới của Hà Nội Sona nhé. Các bạn nhấn vào đăng ký sau đó nhấn tất cả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 안녕하세요. Xin chào các bạn, à, các bạn thân mến. Các bạn đang xem chuyên mục hướng dẫn học sau hệ thống program kíp của những Sana mình là Mai Hiền. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục cùng nhau thực hành bốn kỹ năng nghe nói đọc viết của bài 6 sách lớp 2 nhá. Thì cái chủ đề của bài 6 đấy nó nói về khí buôn qua cảm trọng, tức là nói về tâm trạng và cảm à, cảm xúc. À, bây giờ chúng ta đi vào phần mã đăng ký trước nhá. 친구에게 안 좋은 일이 생겼어요. Hàm qua đã có cái việc không tốt nó xảy đến với cái người bạn của người bạn và hãy hội thoại giống như đoạn hội thoại sau đây thì đây là một đoạn hội thoại của Ala, Isu và Angela chúng ta cùng nhau đọc và dịch nha Angela 무슨 일이 있어요 얼굴이 안 좋네요 Angela có chuyện gì thế trong vẻ mặt của chị không được tốt

đơn uh, Vâng uh, mỗi khi khi mà có những cái việc như thế này thì thật sự là rất là buồn uh, tôi tôi muốn uh, nhanh về quê và gặp bố thì bố của Angela thì đang uh, bị có vẻ là ốm nặng và phải nhập viện đấy cho nên là bây giờ cô ấy rất là lo lắng này bây giờ chúng ta cùng nhau đọc à nghe cái đoạn hội thoại mẫu có giọng nói của người Hàn nhá và các bạn chú ý cho mình về ngữ điệu cũng như là cách phát âm. 육과 맛있는 음식을 먹을 때 행복해요. 말하기 1. 친구에게 안 좋은 일이 생겼어요. 다음과 같이 이야기해 보세요. 안젤라 씨, 무슨 일 있어요? 얼굴이 안 좋네요. 아버지께서 몸이 안 좋으셔서 병원에 계세요. 정말요? 많이 걱정되겠어요. 네, 이런 일이 있을 땐 정말 슬퍼요. 빨리 고향에 가서 아버지를 보고 싶어요. 음. Hmm. 어, ờ, như vậy thì chúng ta thấy là các bạn thấy gì trong cái ngữ cảnh này thì thì uh, đây là nói về cái việc ăn chưa nhỉ đi cho nên là cái uh, uh, giọng điệu các bạn thấy giọng điệu của hai cái nhân vật đều có vẻ thăng thẳng buồn đúng không đặc biệt là Angela Đấy, cho nên là khi mà chúng ta hội thoại cái đoạn này thì chúng ta cũng uh, giọng của chúng ta kiểu trầm trầm xuống một chút nhé và đương nhiên là những việc những câu hỏi thì các bạn phải lên giọng ở phía cuối câu và câu những câu trần thuật thì các bạn hơi xuống giọng một một chút cho mình nhé ở trong đây chú ý về phần phát âm thì chúng ta sẽ có là 알제라 la 무슨 일이 있어 얼굴이 nói bên cho mình 안전 안전네요. 아버지께서 kính ngữ nhá, câu này người ta dùng kính ngữ các bạn này, kính, kính ngữ Heseo này. Uh, tiếp theo là mai các bạn chỗ này các bạn đọc RR cho mình nhá cái chữ ô này các bạn này đọc là RR và khi mà RR nó đi cạnh nhau ấy thì chúng ta sẽ đọc là lờ nhá chống mai mà đi 걱정 되겠어요. Rồi. 이런 일이 아, 이런 일이 있을 때, 정말 슬퍼요. 빨리고향에 가서 아버지께서 점점야 이렇게 주 부분이 좀이 점점이야. 지금부터는 이지금부점 외롭다 친구를 만나다 à, thì ở bây giờ ở đây thì chúng ta sẽ thay mình xóa bớt cái này đi cho nó đỡ như rối đã đầu tiên ấy thì màu nào vào màu đấy thôi các bạn cái màu vàng này chúng ta cho vào câu này còn màu xanh 외롭다 chúng ta cho vào câu đấy cực chân về ta còn cái màu cái cua này chúng ta hồng hồng này chúng ta cho vào đây bây giờ nhá chúng ta sẽ chia này nếu mà các bạn chưa thạo về tiếng Hàn cho nắm thì hãy viết ra giấy nhá lời khuyên của mình là các bạn hãy viết ra giấy thành một đoạn hội thoại mới và sau đấy là chúng ta sẽ hội thoại lại còn bây giờ chúng ta cùng làm trên màn hình nhá câu này đây là 제 안젤라 안젤라 씨 무슨 일이 있어요 얼굴이 안전해요

이 됐어요. 외롭지 됐어요. thế chúng ta chia như thế thôi, um, thì bây giờ chúng ta chỉ cần bỏ ta đi thôi, sau đấy là gì, hết các bạn chia như vậy cho mình nhá, uh, tiếp theo này, balì nghe, ô cái gì đây, à

đây là một tình huống liên hệ trong thực tế nhá. xin quê ấy ở cô ấy bù cô Hãy nhìn mặt của bạn, bạn của bạn và cùng nói chuyện về cái tâm trạng của nhau. Đấy, thì bây giờ ở đây người ta cho ví dụ các bạn nhé. Ví dụ người ta cho ví dụ ở đây dễ quá đâu còn gì. À, chúng ta cùng đọc vào dịch cái, cái ví dụ này nhá. Ở cô ấy ăn chua rồi, không? cái okay. trong cái sắc mặt của bạn không tốt có chuyện gì thế? chỉ gặp do, phải đeo sỏi ở, cơ đấy tôi bị um, uh, mất ví rồi vì thế cho nên uh, bực bực vì thế cho nên tôi thấy bực mình. thì các bạn ơi uh, trong nếu mà các bạn uh, các bạn xem lại cái phần từ vựng ở trong cái bài này đấy thì ngoài cái biểu hiện không tốt ra thì nó còn có những tâm trạng không tốt ra thì nó còn có những cái từ vựng biểu hiện tâm trạng tốt đấy ở trong ví dụ này của chúng ta nó nói về tâm trạng không tốt nhá đấy. thì bây giờ mình sẽ cho các bạn một ví dụ về tâm trạng tốt để các bạn có thể đưa ra có phải lựa chọn nhá lựa chọn để trả lời giáo viên nếu như giáo viên có giả sử như giáo viên có hỏi bạn trong tình huống này đấy. hoặc là để để các bạn có thể biết cách nói về nếu mà các bạn muốn nói về tâm trạng tốt thì chúng ta phải nói như thế nào nhá. Thì ví dụ như bây giờ mình nhìn mặt bạn của mình. Và như là mặt bạn của mình rất là phấn khởi, rất là vui vẻ, hạnh phúc, mình sẽ hỏi là gì nhỉ? 기분이 기분 기분이 좋네요. 좋네요. Ừ, ơn. Cho... Ơn. Đi 어, 저은 저 은, 일이 생겼어요. 겼어요. Mình hỏi là tâm trạng uh, tốt nhỉ? Có cái chuyện gì tốt? S uh, có chuyện gì tốt xuất hiện? Uh, có, uh, thì đi, Honey oh, đi, đi các thì các bạn có thể nói có cái chuyện gì tốt xuất hiện phải không? Uh, thì bạn của mình sẽ nói là chinh này. Chinh, cu này. chinh cu bạn của mình sẽ nói là Đúng, đúng vậy. Yeah, cái gì nhỉ? À, uh, ở chê. Ở chê. Nắm phiên. phiên. 물, 선물. Uh, 선물 받았어요. 받았어요. Hôm qua thì mình đã nhận được quà uh, Từ chồng mình Đấy thì các bạn có thể đưa ra cái ví dụ như thế nhá Và lý do của nó thì có trăm vàn lý do uh, Để có thể miêu tả, tả Giải thích cho cái việc tâm trạng của mình tốt ấy, Thì các bạn có thể uh, Suy nghĩ nhá Ờm um, tốt nhất là các bạn nên uh, nên nên nói thật với lại cái tâm trạng của mình nhé các bạn hãy uh, hãy nghĩ lại cái cái tâm trạng của mình là tốt hay xấu cái, có cái việc gì tốt có cái việc gì gì nó không 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 tốt đấy và các bạn đưa ra cái lý do là tại sao tại sao lại không tốt giải thích cho người bạn của mình nhé tự làm một đoạn hội thoại như thế một à, tự làm một cái đoạn hội thoại ngắn như này nhé Ừm uhm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển xuống cái phần uh, luyện nghe đi Luyện nghe Luyện nghe thì bây giờ nhá Cô Trần Chí hoa Sớm xin nhìn mình Giải cô Đây là cái cuộc nói chuyện Của cô Trần với lại uh, Cô giáo Nghe rõ rồi trả lời Câu hỏi đầu tiên của chúng ta là Cô Trần Chí Hòa Sớm xin nhìn mình tại sao Tại sao mà cái giờ học tuần sau đấy thì cô tròn không thể đến không để không thể đến được cô tròn xin yếu chân ở tế tâm trạng của cô Trần dạo này như thế nào có hai cái vấn đề như liên quan đến cô Trần như thế thì bây giờ chúng ta cùng nhau nghe nhá sau đó là các bạn hãy lắng nghe và chúng ta cùng nhau sẽ trả lời câu hỏi nhá. 듣기. 고천 씨와 선생님이 이야기해요. 잘 듣고 답해 보세요. 선생님, 저 다음 주 수업에 못 와요. 왜요? 무슨 일 있어요? 다음 주에 새 아파트로 이사를 가요. 이제 저희 집이 생겼어요. 와, 축하해요, 고천 씨. 정말 좋겠어요. 네. 너무 기뻐요. 돈을 모을 때는 진짜 힘들었어요. 하지만 요즘은 너무 좋아서 잠이 안 와요. 정말 고생했어요. 이사 잘 하세요. 음, 음, 뜸지 않고 배달아 또둔거 봐. 이사 잘 하세요.

왜요? 무슨 일 있어요? 다음 주에 새 아파트로 이사를 가요. 예디녜, 그바녜. 새예새 아파트로 아파. 아, 더 사요. 아, 그. 새 아파트로 음. 이사를 가요. 음. 음, 아, 고이제 uh, 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 저희 집이 생겼어요. 와, 축하해요, 고철 씨. 정말 좋겠어요. 네. 너무 기뻐요. Nhỉ, 너무 기뻐요. 장 너무... 어. 너무 기뻐요, 기뻐요. 네, 나무 기뻐요. 당 돈을 모을 때는 진짜 힘들었어요. 하지만 요즘은 너무 좋아서 잠이 안 와요. 정말 고생했어요. 이사 잘하세요. 음. 음. câu chuyện rất là vui đúng không các bạn tâm trạng rất là vui này là chúng ta cùng nhau à, chuyển sang cái phần nó gọi là lời thoại của phần nghe và lẫy nhá và chúng ta cùng nhau đọc và và dịch đọc lại và dịch nhá ở đây đó giờ là câu chuyện là sơn sinh chó ngắt một phát đúng không Thám chu sửa bê một một toài các bạn các bạn nghe cái đoạn này <laughs> <Câu trời> này <laughs> 그 전에 그만 놀이하면은 또 하냐? 응? 니야 라아냐? 니야 라아냐? 다음 주에 새 아파트로 이사를 가요. 이제 저희 왜요? 무슨 일 있어요? 선생님 저 다음 주 수업에 못 와요. 못 와요. 그만해. 못 와요. 못 와요. 농아

thế cái, cái chỗ này các bạn có thể hiểu là từ bây giờ đấy thì uh, chúng, chúng, tôi đã có nhà rồi em đã có nhà rồi và quê wow chúc khai ẻo cô si chúc wow chúc mừng nhé cô Trần là uh, thật sự là, là, tốt quá rồi nè nè 너무 기뻐요 em rất là vui thôi nên 아, uh, 뭘 uh, 때는 진짜 힘들었어요. 하지만 요즘은 너무 좋아서 잠이 안 와요. 어, uh, khi mà gom tiền ấy thì thật sự, sự là đã rất là vất vả nhưng mà uh, bây giờ là vì dạo này đấy vì quá, quá là vui cho nên là uh, em không thể ngủ được. Chẳng mang cô sẽ vất vả em vất vả rồi. Isa, chào đã sẹo. Uh, chuyển nhà tốt nhé. Đấy. Thì cái đoạn nghe nó là như thế nhá. Ok rồi bây giờ câu trả lời của chúng ta thì cũng đúng rồi. Bây giờ chúng ta chuyển xuống phần uh, tiếp theo đấy là phần luyện kỹ năng đọc và viết. Chúng ta vào phần ghi trước nhá, phần luyện uh, đọc trước này. Ừ. Đây là bức 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 thư uh, viết uh, chuyển qua thư điện tử nhá. 받는 사람 받는 사람 나 어, uh, người nhận này hồ nén là người gửi chế mốc là cái uh, tiêu đề tiêu đề của cái bức thư này hàn quốc sen hoa đi chẳng man chân cò ở cuộc sống ở hàn quốc thì rất là uh, rất là uh, vui à, cuộc sống ở hàn quốc rất là vui bây giờ chúng ta cùng xem nội dung cái bức thư này nhá 나나시르나시 나 나시르 시 아, 그땐 흘무나안 ạ c 안녕하세요. 음, 진짜. 요즘 어떻게 지내요? 어, 자 라이 b sống n 저는 아주 잘 지내요. 음. 너랑 삶 rất 작년에 처음 한국에 아슨 때는 정말 힘들고 외로웠어요. 음, um, năm ngoái đấy, lần đầu tiên khi mà đến Hàn Quốc đấy thì thật sự là đã rất là vất vả và cô đơn. 그리고 한국 사람의 이야기를 이해하지 못해서 답답했어요. và tôi không không vì là không vì là không thể hiểu được cái người uh, cuộc nói chuyện của người Hàn Quốc cho nên là tôi đã rất là cảm thấy là khó chịu. 하지만 지금은 좋은 친구도 많이 사귀고 한국말도 잘해요. nhưng mà bây giờ thì tôi cũng đã kết bạn được với nhiều người. à tôi à, thì bây giờ tôi cũng đã kết bạn được với nhiều cái người bạn tốt và nói cũng nói tiếng Hàn giỏi nữa. Thì 요즘은 한국 생활이 정말 즐거워요. Quốc Vì vậy cho nên là dạo này cái cuộc sống uh, sinh hoạt ở Hàn Quốc thì thật thật sự là, là là vui vui vẻ. 다음 달 다음 달에는 친구들과 제주도로 여행을 갈 거예요. Từ tháng sau đây thì là 저도 제주도 여행 같이 갈거예 정말 재미있겠죠? 어. 다아 정말 재미있 아, 정말 재다 다음에 나시하 함께 시하고도 함께 여행하고 싶어요. À, lần sau thì tôi cũng uh, lần sau tôi cũng muốn đi du lịch cùng với là Siru là Sir nữa cô cái ừ, nhất định chúng ta cùng đi sẽ cùng đi à, nhất định chúng ta cùng đi nhé Kram tôi lạc vậy thì uh, lần sau tôi tôi lại sẽ liên lạc nữa ừ. Uhm. Ờ uh, đây là một bức thư gọi là viết qua à, thư điện tử nhưng mà thợ bây giờ thông thường người ta không có viết thư qua điện tử phải đúng không các bạn ừ. cũng rất là ít viết thư điện tử kiểu như này nếu như là bình thường không không phải là những cái à, cái gì đặc biệt thì người ta nhắn tin cho nhau thôi đúng không không viết thư điện tử như thế này nữa nhưng mà bây giờ nhá chám si tư thử đi anh này cái bức này của anh chám si tư mà gửi cho cái cô này đúng không gửi cho cái cô này đây, không biết là là không biết là đợi, đợi đàn ông hay nam hay nữ ấy nhỉ, đàn ông hay đàn bà nhỉ, không biết nữa, mình không biết nữa nhưng mà nói chung là gửi cho người đấy nhá, rồi bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là gì các bạn? trả lời câu hỏi nhá, trả lời câu hỏi này, 잘 시드지는 처음 한국에 왔을 때 어땠어요? Đấy lần đầu tiên khi mà đến Hàn Quốc thì chám si tư thì đã như thế nào? À, đã như thế nào các bạn? Thằng nhận đến chấm Hàn Quốc kêu ảnh sân Tê nên chẳng mãi hìm đưa cô quê đô các bạn? Các bạn đáp nguyên cái phần tô màu này của mình vào trả lời vào đây giúp mình nhá. Chám si tư xin nên nhớ chấm Sinh hoạt đi ở đây ớ à, cái cuộc sống sinh hoạt của chấm si tư dạo này như thế nào dạo này như thế nào các bạn chẳng yếu chưa yếu chưa hàng quốc xe thì các bạn trả lời ở cái phần gạch này giúp mình nhé bỏ nó vào đây bỏ nó vào gì đây câu tiếp theo chấm si tư xin đơn thảm ta để mút sư hay còi tháng sau thì chấm chấm tư sẽ làm gì Ừ, làm gì các bạn? Nam달에는 친구들과 제주도로 여행을 갈 거예요. thì các bạn cho vào đây giúp mình nhá, bỏ vào câu cuối giúp mình. như vậy chúng ta đã hoàn thành phần luyện uh, đọc rồi. đấy, luyện uh, đọc ở đây thì các bạn cũng chú ý một số cái này thì chúng ta chịu luyện đọc cho các bạn đọc cho nó thông thông mạch văn đi thôi ví dụ như còn tắc nghẽn ở chỗ nào đấy thì chúng ta đọc làm sao cho nó thông mạch văn được bây giờ mình đọc lại một lần nữa các bạn nhé các bạn cứ đọc thông mà đừng không bị không bị ngắt và các bạn nhớ là khi mà đọc ấy thì chúng ta cố gắng là đọc cho đúng cái, cái... cố gắng làm sao mà đọc cho đúng cách phát âm nhất nhá nối âm các nguyên tắc phát âm trong tiếng hàn Mười quy tắc phát âm cơ bản trong tiếng Hàn của Hàn Ngữ Na ở có sản xuất uh, chuỗi video đấy ở trên kênh YouTube nhé. Các bạn hãy kích vào tên kênh và sau đó kéo xuống một chút là các bạn sẽ thấy chuỗi video hướng dẫn 10 quy tắc phát âm cơ bản trong tiếng Hàn nhé. Rồi bây giờ mình bây giờ mình sẽ đọc lại một lần nữa các bạn nhé. Nam ừ. siru nam siru chi. 안녕하세요. 요즘 어떻게 지내요? 저는 아주 잘 지내요. 작년에 처음 한국에 왔을 때는 정말 힘들고 외로웠어요. 그리고 한국 사람의 이야기를 이해하지 못해서 답답했어요. 하지만 지금은 좋은 친구도 많이 사귀고 한국말도 잘해요. 그래서 요즘은 한국 생활이 정말 즐거워요. 다음 달에는 친구들과 제주도로 여행을 갈 거예요. 정말 재미있겠죠? 다음에 나시르시하고도 함께 여행하고 싶어요. 우리 꼭 같이 가요. 그럼 다음에 또 연락할게요. 잠시 드림. 오케이, <목소리> 이

À, chúng ta hãy cùng suy nghĩ và viết xem các bạn muốn viết về vấn đề gì nói chung là ở đây các bạn ơi ở đây các bạn muốn viết bất cứ cái chủ đề gì nó liên quan đến về cuộc trong có ở, có trong cuộc sống sinh hoạt ở Hàn Quốc cũng được nhá à, ví dụ như là có thể nói kể với như giảm si tư đấy đầu tiên đến như thế nào xong bây giờ thì thế nào hoặc là kể kế hoạch nhà của mình trong uh, thời gian gần là mình làm gì chẳng hạn hoặc là các bạn có thể kể về những uh, cái việc mà các bạn đi học chẳng hạn học tiếng Hàn hay học văn hóa Hàn Quốc học nấu ăn À, nếu mà các bạn à, hay là kể về những cái chuyện à, ví dụ như là ở Hàn Quốc thì nó người ta cũng có bán nhiều đồ Việt Nam chẳng hạn, đấy. bạn mua đồ ăn Việt Nam ở Hàn Quốc được chẳng hạn, kể cho à, cho cho bạn của mình hoặc gia đình của mình ừ, về về những cái vấn đề đấy, chúng ta có thể viết vô vàn những cái chủ đề nó liên quan đến cuộc sống sinh hoạt Hàn Quốc nhá. Thì bây giờ mình sẽ gợi ý cho các bạn một cái bài viết và nó có, có liên quan một chút đến phần đọc của chúng ta nhé. Thì bây giờ mình sẽ viết uh, Anun Saram. Anun Saram là một cái người bạn của mình. Anun Saram, giờ các bạn nhé. Ok. có wow, một người bạn của mình tên là Yura và link Gmail của bạn đấy là như này nhá à, tiếp theo là hồ nên Sadam tức là người là mình đấy các bạn tức là mình đấy nha hồ nên là mình rồi che mốc Chế mốc này Đề mục Cái đề mục đó Trốn băng Số kép của thạc Ok bây giờ nha Nội dung của mình sẽ viết cho bạn đấy là Như nào mình sẽ Giới thiệu cho các bạn ở đây nhé đây là nội dung nội dung các bạn ơi mình đầu tiên mình cũng chào Yurae Yurae Chai chine co bạn sống tốt chứ 지금도 제주도에서 일하고 있어요 bây giờ thì bạn vẫn đang làm việc ở đảo Jeju phải không 이번 휴가에는 제주도로 여행을 가기 계획이에요. 어 개인 기억 날나이 제가 계획은 제주도에 해변 근처에 이있요 제가 말은 뭐냐? 은데 해변 근처에 호텔이 있으면 알려주세요. 지금 제가 이 đang tìm đây một cái phòng nếu mà có một cái khách sạn nào mà nó ở gần bãi biển đấy thì hãy cho cho mình biết. 이번에는 이번에는 혼자 여행을 하 가니까 시간이 있으면 잠깐 만나자. cái lần này đây à, mình vì là mình đi du lịch một mình cho nên là nếu mà à, dù uh, ra si đấy mà có thời gian đấy thì hãy mình hãy chúng mình gặp nhau một chút nhé. Sona thứ ừ. mình là người gửi các bạn nhé. thì đây đó là một uh, kế hoạch uh, mình uh, dự định đấy các bạn đấy thì mình liên lạc với người bạn của mình như thế này à, và để xem là bạn đấy có giúp được mình không. Đấy, mình thì chưa đến nào chưa chưa lần nào cái này mọi người cái này nó là tưởng tượng của mình thôi nó không phải là sự thật các bạn nhé <laughs> tưởng tượng của mình thôi thì mình gợi ý cho các bạn là các bạn có thể viết như thế này nhé chúng ta viết một vài câu như thế này thôi cũng không cần phải dài đâu nhé và các bạn ghi email các thứ của mình các thứ kiểu như như này nhá rồi cũng không khó lắm đâu các bạn chúng ta viết vài câu đơn giản thôi mà các bạn có thể kể về những cái thứ các bạn muốn kể vân vân rất nhiều như vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn thực hành xong bốn kỹ năng nghe nói đọc viết của bài 6 sách lớp 2 rồi à, hy vọng là cái phần trợ giúp của mình sẽ giúp cho các bạn có thêm cái động lực để à, hoàn thành cái phần thực hành rất là khó này nhá <laughs> à, các bạn vất vả rồi bây giờ chúng ta nghỉ ngơi thôi hẹn gặp lại các bạn trong bài 7 ăn nhau